Hôm nay á, thì mình có nướng bánh bông lan. Cái cách mới này á, thì không có cần lò nướng, mình chỉ dùng cái nồi và có cái nắp kính đậy lại á, thì mình nướng được cái bánh bông lan nó mềm xốp mịn màng như thế này nè, rất là ngon. Công thức và cách làm á, rất là đơn giản, không có cầu kỳ nha. Nếu mà các bạn thích á, thì để biết cái công thức cũng như là cách làm như thế nào á, thì mình mời các bạn cùng làm với mình nha. Đây là nguyên liệu để mình làm bánh bông lan màu lá dứa nha. Tổng cộng của mình ở đây là mình có 2 trứng gà nè. Và đây mình có 2 muỗng đường. Cái này thì bột mì đa dụng số 8 mình có 2 muỗng. Bột năng thì mình có 1 muỗng ăn canh. Cái nào mình cũng xài muỗng ăn canh không nha cả nhà. Cái này thì sữa đặc này mình có 1 muỗng ăn canh nè. Lá dứa. Lá dứa này mình cũng xay, mình lấy nước rồi. Cái này thì cũng 1 muỗng ăn canh, nhưng mà chút xíu nữa thì mình xài nửa muỗng thôi nha. Ở đây thì mình có 1 muỗng ăn canh dầu, dầu ăn. Và 1 tí xíu muối. Cái này thì hạnh đó nha. Nếu mà không có hạnh thì mình xài chanh hoặc là giấm cũng được. Mình cho vô khoảng nửa muỗng cà phê. Chút xíu nữa mình dắt mình lấy nước nha. Rồi bây giờ đầu tiên là mình sẽ đi tách lòng trứng ra. Tách lòng xong rồi bây giờ mình sẽ đi đánh ra cái lòng đỏ của mình, nó tan ra rồi. Kế tiếp thì mình cho dầu ăn vô luôn. Tiếp theo là mình cho đường, hồi nãy thì mình có 2 muỗng đó. Bây giờ thì mình sẽ cho vô đây nửa muỗng nha. Còn lại thì mình chút xíu nữa mình sẽ để vô chần trắng á. Rồi tiếp theo là sữa nè, sữa đặc nè, mình cho vô luôn. Cuối cùng là mình gây bột nha. Mình cho bột bắp và bột mì đa dụng vô một lượt mình gây luôn. Đây mình cũng cho 2 ống vani nè. Vani mình cho 2 ống vô cho nó thơm nha. Rồi thì mình trộn cho nó đều lên. Bây giờ thì thấy bột của mình với trứng nó hơi đặc như vậy nè, chút xíu nữa mình còn màu lá dứa vô nữa là vừa. Bột của mình đó thì mình đánh hồi nãy giờ cũng tan rồi, bây giờ mình sẽ cho vô đây nửa muỗng ăn canh nước màu lá dứa để mình tạo màu á. Rồi mình cũng đánh cho nó đều màu với trứng. Cái phần lòng đỏ và bột của mình thì mình đã đánh xong rồi nè. Bây giờ mình để qua một bên đi. Trước khi mà mình đánh cái lòng trắng thì mình sẽ đi làm nóng cái nồi. Bữa nay thì mình hấp bằng cái nồi này nha. Bữa nay thì mình nướng bằng cái nồi này nè. Cái nồi thông thường thôi, miếng cái nồi nào mà có cái đáy nó hơi dày dày á, hoặc là cái chảo chống dính cũng được. Mình để cái chén nước mắm ở dưới vậy nè. Xong rồi cái mình để cái khuôn mình lên. Mình đậy nắp lại, vậy là bắt đầu mình nướng đó. Miễn cái nồi mà có cái nắp đậy kín chứ cái đáy nó hơi dày dày là mình không có sợ bị khét bánh mình đó.
Cái khuôn của mình thì hôm nay mình xài cái khuôn nhỏ gì nè, mình đã thoa dầu ở dưới đáy và mình có lót giấy nến nè. Nếu mà bạn nào không có giấy nến thì mình khỏi lót, mình thoa dầu không cũng được. Bây giờ mình sẽ bắt lên bếp mình làm nóng nha. Mình làm nóng tới chừng mình đánh cái lòng trắng mình xong rồi là bắt đầu mình lấy ra, mình lấy khuôn ra mình nướng được rồi. Cái lòng trắng thì mình đánh cho nó nổi bọt lên chút xíu xong rồi mình sẽ để muối vô. Lúc đầu thì mình đánh với cái mứt nhỏ nhỏ. Mình đánh được một chút rồi bắt đầu mình sẽ cho muối và nước cốt chanh nè. Đây mình có nước hạnh, mình cho vô nửa muỗng cà phê. Lúc này là mình đánh với cái khối lớn nè cả nhà. Mình cho đường vô luôn nè, mình chia ra làm 3 lần mình cho vô nha. Chứ mình phải cho vô một lượt, mình cho vô một lượt thì cái độ bông của trứng nó không có được tốt á. Mình đổ khoảng cho tan hết đường đó, cái bắt đầu mình để tiếp tục vô. Đánh với cái thời gian khoảng 4-5 phút. Trong lúc mình đánh thì mình xay một chiều nha. Mình đánh hồi nãy giờ thì lòng trắng gì là được rồi nè cả nhà. Khi mà mình dở lên thì mình thấy có cái chóp đứng lên gì là được rồi. Dưới mình nghiêng mà mình cảm thấy mà không có bị cái bột không có bị chảy ra nữa, không có bị chảy xuống là được rồi đó. Lòng trắng của mình đánh xong rồi bắt đầu mình cho vô trong bột thì mình trộn luôn nha. Mình chia ra 3 lần để mình trộn. Cái này thì mình cũng trộn một vòng, mình khuấy một vòng gì nè. Khi mà mình trộn đều thì mình cho tiếp tục vô, mình trộn cho tới hết luôn. Mình cho tiếp tục lần thứ hai. Có lá dứa vô á, bột của mình nó thơm lắm. Rồi thì mình cũng cho hết vô luôn, mình trộn luôn. Rồi cái lần sau cùng á thì mình đổ ngược lại qua bên cái tô lòng trắng nè, mình đánh cho nó đều, thật là đều luôn nha. Tại vì lòng trắng thì nó còn dính ở dưới cái đáy tô á, nhiều lắm cho nên mình đổ qua đây mình đánh lại một cái nữa, trộn cho nó đều, thật là đều. Và lúc này thì bột của mình nó đều rồi nè, nó đều một màu gì là được rồi. Thì mình lấy khuôn ra mình đổ trực tiếp luôn nha. Bữa nay thì mình đổ cái khuôn nhỏ như vậy nè,
mình đổ bột có thì từ ở trên cao mình đổ xuống như vậy nè. Mình đổ xong rồi đó, mình dặn vài cái nha, cho nó có bong bóng trong bột của mình thì nó bể đi ha, để cho bột của mình nó được mịn và bánh của mình nữa nó chín, nó không có bị gỗ á. Mình lấy cây tăm mình cũng khuấy đều vài vòng vậy nè, cho có lâu bong bóng li ti thì nó bể luôn ha. Rồi như vậy là mình đem lên mình nướng nha. Cái khuôn của mình nó lúc này á thì cũng nóng rồi, cái nồi lúc này cũng nóng rồi, bắt đầu mình cho vô đây mình nướng luôn. Mình nướng với cái lửa thấp nhất nha cả nhà. Nếu mà các bạn có giấy nến á thì mình đậy lên trên cái mặt của cái khuôn á, để cho bánh của mình nó đừng có rớt mồ hôi xuống á thì nó bị nhão bánh á. Ở đây á, thì mình đậy miếng giấy gì nè, nếu các bạn có giấy nến thì mình đậy cũng được, hoặc là giấy bạc á, để cho nước nó đừng có nhiễu xuống với bánh của mình á. Rồi trong cái thời gian mình nướng là mình không có mở ra nha cả nhà, không mở nắp ra nha, cho bánh của mình nó được nở đều á. Mình dặn với cái mức lửa thấp nhất. Bánh của mình nướng được 1 tiếng rồi nè, mà mình thấy cái mặt nó chưa có vàng nha, mình nướng thêm nửa tiếng nữa nha. Mùi vani với mùi lá dứa thơm quá chừng thơm luôn. Rồi mình nướng hồi nãy giờ là 90 phút rồi đó, tiếng cử ở đây nè. Giờ mình dở ra coi bánh mình nha. Wow, bánh rồi, chín rồi nè. Để biết cho bánh của mình nó chín hay chưa thì mình dùng cái cây tăm gì nè, mình thử nha, mình thơ xôm xuống gì nè, nếu mà bánh anh bột nó không có còn dính nữa trên cái cây tăm nữa thì là bánh mình chín rồi nè. Mình thấy nó gáo khô mặt rồi nè, vậy là mình sẽ tắt bếp. Bánh thơm quá chừng thơm luôn. Mình lấy bánh xuống nè, bắt đầu mình dọn vài cái để cho nữa bánh nó nguội mình dễ lấy ra, nó chóc ra chưa hết mà mình thấy nó ở vòng vòng cái mí khuôn này nó cũng bung bung lên nè. Thôi mình để đây đi chút xíu nguội rồi mình sẽ lấy ra nha. Bánh của mình lúc này nó đã nguội rồi nè, bây giờ mình sẽ lấy ra nha. Mình ấp cái dĩa nè lên rồi mình lật lại mình lấy dễ hơn. À, cái bánh cái màu vàng đẹp quá. Mình sẽ lấy cái miếng giấy này ra. Cái bánh của mình nướng này nó có cái màu vàng rất là đẹp luôn nè. Mình nướng hết thảy là tổng cộng là 90 phút, là đúng 1 tiếng rưỡi luôn đó nha. Như vậy là đã cái bánh mình như vậy là nó vừa chín lắm luôn rồi nè, nó bồng xốp rất là mịn luôn. Rồi bây giờ mình sẽ cắt nha. Đây là cả nhà nhìn bên trong nè ha, rất là xốp luôn nè. Cái độ xốp của bánh như vậy là
rất là tốt luôn nè cả nhà. Mình làm như vậy là mình thành công rồi nè, chỉ có hai quả trứng thôi là mình đã có cái bánh ngon như vậy rồi. Bánh mà khi mình nướng xong á nó rất là thơm cái mùi lá dứa luôn đó cả nhà, cái màu xanh thì cũng đẹp nữa nè. Cái cách nướng bánh này mình không có cần lò nướng, mình chỉ có cái nồi và cái nắp kính là mình nướng được. Cái công thức và cái cách làm rất là đơn giản, không có cầu kỳ gì hết mà bánh của mình nó vẫn ngon nha cả nhà. Thì mình vừa chia sẻ cái công thức cũng như là cái cách nướng bánh bông lan màu lá dứa không cần lò nướng của mình á. Thì đã xong rồi, bánh thì mềm mại, xốp, thơm, rất là ngon. Nếu mà các bạn thích thì bữa nào các bạn làm thử cái cách của mình thử nha. Mình chúc các bạn thành công với cái món bánh bông lan này. Giờ thì mình xin tạm dừng video ở đây và hẹn gặp cả nhà mình những video tiếp theo nha.